Sáng ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Theo đó, 12 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, gồm Trương Quốc Tuấn, 48 tuổi, ngụ phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái; Nguyễn Tấn Long, 58 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa; Nguyễn Tấn Tài, 61 tuỹi, nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa; Nguyễn Hữu Thành, 59 tuổi, ngụ phường Tam Phước, cùng các bị cáo từng là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa và Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, nay là phường Tam Phước. Riêng bị cáo Lê Viết Hưng, 66 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, đã được chuyển tội danh từ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sang vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo cáo trạng, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho công ty trách nhiệm hữu hạn Kia Hoàng Hưng Ceramics, công ty cổ phần may xây dựng Huy Hoàng, liên doanh với một công ty nước ngoài, thuê gần 9 hectare đất tại xã Tam Phước làm xưởng sản xuất gốm. Do dự án không thực hiện, năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thu hồi giấy phép đầu tư. Năm 2015, Trương Quốc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, nhận chuyển nhượng khu đất với số tiền hơn 35 tỷ đồng, bàn với Nguyễn Văn Đức, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên, nhận tiền bồi thường gây thiệt hại cho nhà nước gần 79 tỷ đồng.